Một chiếc Peugeot của Pháp. Trước tiên thì option nó sẽ nhiều. Tại hàng châu Âu thì tất cả các cái sự tiện nghi thoải mái đều hướng cho người dùng. Là xe này có thể, nếu mà gia đình mình ở có 5 người thì ngồi rất là thoải mái, nhưng mà chúng ta thêm 2 người ở ghế thứ 3 thì cái hàng ghế thứ 3 có thể nói là ghế tạm. Nếu mà trên một chiếc xe khách thì phải gọi là ghế súp, đúng không ạ? Ghế súp thì cái xe này nó không phải là dạng 7 chỗ, nó chỉ mang cái hướng là 5 cộng 2, cho khi mà chúng ta có phát sinh thêm hoặc là có con nhỏ em bé thì ngồi hàng ghế thứ ba thì mới được. Chứ nếu mà người lớn cao chừng 1m6 thôi ngồi cũng rất là gò bó ở cái hàng ghế thứ ba này. Mình không đánh giá cao về cái hàng ghế thứ 3. Riêng cái hàng ghế thứ 2 cũng như cái hàng ghế thứ 2, hàng ghế nhất thì mình khỏi nói rồi, nó rất là tuyệt vời. Bộ ghế da ngồi rất là sướng, thoải mái, và ghế lái và ghế phụ đều là loại dạng chỉnh điện, và đặc biệt hơn là ghế có trang bị chúng ta giữ ghế khi mà đi xa thì cũng thoải mái hơn nhiều. Xe cái hiện tại gì Tùng đang ở, mình sẽ đang trên con đường Nguyễn Văn Linh. Mình sẽ đi qua quận 2. Xin lỗi các bạn, đây là đại lộ Đông Tây, đường Võ Văn Kiệt. Nó song song cái đường Nguyễn Văn Linh bên kia. Mình đi qua quận 2, mình kiếm cái view đẹp. Xe này thì mình phải có chứng view đẹp, mình quay cho nó sướng. Thì sáng lấy cái xe từ Salon Ô tô Cộng Phát. Mình cũng ngợp với cái dàn option. Và cái xe này thì có chủ nhân trang bị chúng ta khá là nhiều, như là có sẵn cái một cái việc map cũng được chỉ đường, là xe là có luôn cái màn hình ấy. Ở cái tắp lô sau vô lăng này là có một cái bảng báo thông số km. Ví dụ như chúng ta đang ở đường đại lộ Đông Tây thì đoạn đường chúng ta đang chạy nó chỉ cho 60, thì mình cứ canh, nếu mình chạy hiển thị luôn, hiển thị trên cái mặt đồng hồ, nên là mình, vấn đề mà chạy quá tốc độ thì cũng sẽ ít xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta chịu khó tập trung mà để ý. Còn nếu mà lơ thì các cái dòng xe ô tô thì cái kính lái rất là hay, mình đạp là rất, khi mình đạp thì mình chỉ cảm nhận là sao nó chậm cứ nhóng, họ quay xuống là mình sẽ vượt cái tốc độ cho phép, thế là dính phạt nguội. Thì cái vấn đề bây giờ phạt nguội các cái con đường như đi Bình Thuận, Vũng Tàu thì các bạn cũng biết rồi, camera lắp đầy hết, nên là hãy cẩn thận. Thì về cái xe, cái độ lanh nhỏ gọn gọn thì mình nói tuyệt vời, không phải bằng cãi đối với những cái thương hiệu Pháp của hàng châu Âu như thế này. Pháp là xe thì để chỉ đang bị động cơ nha, mình nói tiếp điều để trang bị động cơ. Ở động cơ của chiếc Peugeot 5008 này thì máy chỉ có 1.6, nên là ở cái gia tốc đầu tiên, những cái con số đầu tiên như ví dụ như đèn xanh đèn đỏ này, đèn xanh đèn đỏ, rồi những cái bứt tốc thì nó hơi chậm. Nếu chúng ta bội một tí đạp thì xe có sẽ có độ ì, nó không đi liền. Nhưng mà khi mà chúng ta về ở cái chế độ sport hay là chữ M này là medium thì nó có công suất một tí thôi, nạp được công suất một tí. Như chứ các bạn, mình đạp thì xe nó không có đi đâu, 2000 mấy, 3 dòng tour gần 2000 mà xe nó còn chưa có lao nổi ở 30 km/h, nên là phải nhồi ga liên tục hoặc là về số thấp một tí, về lấy chuyển số, và xe được trang bị cho chúng ta lấy chuyển số. Rồi thì dàn lạnh cực mạnh và sâu và làm lạnh rất là nhanh. Ở cái nhiệt độ ngoài đường như thế này vào mùa hè
thì nó lên gần 40 độ thì xe này mình khởi động một tí là dàn lạnh, hoạt động làm lạnh rất là sâu, rất là êm. Xe thì chủ nhân hiện tại thì nãy có hỏi bên phòng khác thì xe này chủ nhân đang ra bán là dưới 1 tỷ. Ở cái phân khúc này thì các bạn nếu mà mua xe cho gia đình mình thì nó sẽ đỡ được một khoản so với xe mới là cái chắc. Xe rất là chất. Các bạn có thể là liên hệ với salon ô tô Còn Hát thì chúng ta đẹp rồi trải nghiệm rồi thương lượng giá cả. Và đặc biệt hơn, xe này của Pháp nên là trang bị dàn âm thanh thương hiệu của Pháp luôn, là âm thanh Focal. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng cho chúng ta những cái cảm khúc nhạc, những cái bản nhạc tiếng bá, tiếng chép tách rời rất là riêng biệt. Rất tiếc là mình không thể mở nhạc trên đây cho các bạn cùng nghe được, tại vì mình up lên YouTube thì nó sẽ đánh bản quyền. Nhưng mà khi mà mình nghe thử á, thì có một cái giống như ở đây nó có một cái lò vệ tinh vậy đó, nghe rất là hay, tạo không gian 3D á, không gian vòm á, âm thanh nó chạy vòng trong cái không gian nên cho chúng ta nghe một cảm giác rất là thích. Tùng thích cái dàn âm Focal rất là thích. Xe thì chủ nhân ở dưới sàn là lót thảm của chúng ta cũng dạng như màu nâu, cũng cố gắng là tông sạch tông với cái những cái option nhựa pika này để tạo cho một cái đồng bộ về trong nội thất. Xe thì đà bản có lẽ nó là bản full nên là cho chúng ta cái cửa sổ trời toàn cảnh, và cái cửa sổ trời cũng khá là hay là kính, là dạng kính màu. Khi mà trời nắng như thế này chúng ta cứ thể mở cái cửa sổ trời, cũng không có lo cái ánh sáng nắng lọt vào trong không gian nhiều. Đây mình mở, mình đọc thử cho các bạn cùng xem. Đấy. Đó, mà cửa bây giờ mình đóng cái nó có hai dạng, có hai lớp, một lớp là gương rồi một lớp dưới này là một cái miếng che nữa, giống như tấm rèm. Thì mình mở cái tấm rèm ra thì các bạn có thấy là cái ánh sáng của bên trong nó cũng không lọt nhiều. Nó chỉ là tại vì cái gương là dạng gương màu. Nó rất và cái gương này nếu mà các bạn nhìn ban đêm nó còn đẹp nữa. Thứ hai là xe có cảnh báo phía bên hông xe, ví dụ xe nào chạy ngang nó sẽ báo là xe có bên hông, những người cảm biến hông xe đấy. Xe còn trang bị chúng ta có 4 cái chế độ lái, hiện giờ là mình đang để chế độ lái là thông thường. Rồi chuyện ở chế độ lái là tuyết, mà Việt Nam mình làm có tuyết nên là sẽ không bao giờ mình chạm cái này, và chỉ có cái chạy ở chế độ đường sình lầy hay là chế độ cát là chúng ta có thể đi bình thường lên đồi cát có thể chạy. Nhưng mà mình khuyến cáo là xe này không phải là để dành xe off-road nên là có những cái đoạn cát gọi là căn bản thì xe mới vượt được, chứ mà mình nó leo lên đồi cát là thua, chúng ta phải tốn tiền kéo xe về. Rồi đấy, còn một cái chế độ này, chế độ ốp, tắt cái chế độ ESP. Thì mỗi người có một cái cách chạy khác nhau, thì các bạn thích cái dạng chạy nào thì chúng ta chè để cái chế độ đó mình chúng ta chạy. Rồi này mình cũng đang chạy qua con đường Usala quận 2 để kiếm cái view đẹp quay cái xe này. Xe thì bên ngoại thất rất là đẹp. Xe này được màu sơn là màu lông chuột, sắc lông chuột. Hiện tại thì nếu mà mình về xe mới á, thì mua xe này thì các bạn cũng yên tâm hơn về cái chế độ bảo hành bảo dưỡng, tại vì đây là thương hiệu do Thaco làm đại lý phân phối nên là cái hệ thống
karaoke trên cả nước, cả nước cũng rất cũng đã có nhiều, nên các bạn yên tâm về khâu bảo dưỡng bảo trì ha. Rồi đây, đây chạy qua hầm để khi mà chạy qua hầm thì chúng ta nên bật đèn, bật đèn vào hầm thú thêm thì tốc độ tối đa là chỉ 60, nhưng mà mình chưa chạy đến. Và vô hầm thì những cái xe thì chúng ta không nên vượt, chỉ chạy theo đúng tốc độ làm để bảo an toàn chúng ta thôi. Chạy vào hầm thì xe nó có những cái đèn xung quanh xe với màu xanh. Ồ, cái này quá đẹp, rất là đẹp. Cái này phải quay ban đêm nữa để mà chúng ta cảm nhận được cái sự đẹp ở bên trong nội thất. Rất tiếc thì mình chỉ mượn xe được một ngày quay cho các bạn cũng như giới thiệu các bạn, dòng xe nó rất là đẹp các bạn. Và xe thì trang bị chúng ta có một cái sạc điện thoại không dây như đây. Còn và mình rất là thích nha, chạy cái này chạy đi xa rất là thích. Chúng ta ngồi tư thế này chạy thoải mái vô cùng. Để tay gì, mỗi tay thì chúng ta sang tay rất là thoải mái, rất là đã. Nói chung đi xe này thì nó hơi nhẹ, nó sẵn ra là hơi nhẹ, sức động nó hơi nhẹ, dành cho xe gia đình mà. Rồi đây là mình giới thiệu về cái những cái cảm nhận của mình ngồi sau vô lăng trên chiếc Peugeot 5008. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp với chủ nhân xe rồi chúng ta chạy thử xe ha. Rồi chắc là mời cái clip này nó hơi dài nên là mình mời các bạn xem một cái clip tiếp theo và giới thiệu phần ngoại thất nè, tổng quan ngoại thất và tổng quan phần nội thất một tí. Mời các bạn đón xem cái phần tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Xin chào và hẹn các bạn clip tiếp theo.